chết. Rất xa. Một cách rất là xa, một em cu đã nằm xuống. À, còn mấy cán, đây các bạn, đây một viên rớt luôn các bạn, rất xa đúng không, thử mãi gốc cây đằng kia. Rớt xuống. Rớt. Má nó rớt xuống đây. Đây là các bạn, cho nó viên nữa. Cô này. Ráng bay được lên tới đây, cái nó rớt ở đây này các bạn. Còn hit version 2 nha các bạn. Bắn nổng qua người nó ráng bay cái đằng kia lại.
bán một viên nhé. Còn dính ở trên đó luôn. Ở đâu ta? Con kia đâu ta? Rồi bay à. Con là dính ở trên này rồi các bạn. Để bắn nó rớt xuống các bạn. Dính ở trên này luôn. Bắn tung tóe lông rồi mà nó không rớt. Đây các bạn. Mấy viên, mấy nhảy người nó ra thì nó mới rớt xuống. Xuống rồi mà ta. Rớt xuống không? Má nó kìa. Một viên trứng giữa người. Thật ra con này thì nó cũng không bay xa nữa đâu các bạn. Em có nhìn thấy con cu kia không? Cắt cái cây á. Ở đây nó trái tay, khó bắn quá. Một viên. À, còn một con nữa, còn một con nữa. Còn một con nữa vừa bay lên.
viên chỗ ngang người xuyên lông luôn. Peter ơi, quá đáng quá Peter ơi, hay lắm, má chạy lục đà lục đục cái gì mắc cười. Giờ giờ cây ná đây nào, giờ cây ná nào, rồi ok. Ôi, cú gầm lên, lên. Trứng. Má trúng rồi má. Đây này các bạn, giờ hết rồi. Bắn ở đó mà nó bay ra mãi đây nó mới rớt.
rớt xuống. Tốt. Rớt một con nữa, còn một con kia đứng im nữa là mày chết với tao. Ơ kìa, ơ kìa. Vẫn bay được. Chút nữa thôi á. Rồi đang bay đến đây nè các bạn. Trời đấu bắn một phát dính luôn. À, còn một con nữa. Bản thân mình bắn xong phát vừa giờ mình cũng thấy ngạc nhiên sao mình bắn được á. Xa chứ đâu có gần đâu. Kia còn con nữa. Ruộng đây nó khô căng đét. Đây các bạn, xuyên cỏ luôn, xuyên cỏ một viên. Cái ruộng nó nhìn vậy mà nó khô lắm các bạn, đi nó không lún, hay thật. Ghê không? Từ ngoài đó vào đây. Từ ngoài đó vào đây xa chứ.